dừng lại tí thôi. Nó nhìn đèn đỏ rồi, phải đứng lại đừng đi xuống đấy chứ. Từ để có quay này. Đấy, đúng không? Đeo mà không mang tay thì chết lạnh luôn. Thì thôi, xanh rồi. Đừng chạy tin, đừng chạy. Tin bình tĩnh thôi. Tin. Tín ơi, ra quả này không được chạy lăng quăng như thế là va và các cô các chú đi xe đạp đây người ta đi kiểu không chạy nhá, đi bình tĩnh thôi, không chạy chạy thì không được đâu. Chạy thì chỉ chạy ở công viên thôi, ở công viên hoặc là ở nhà ông giáo ấy rộng thì mới chạy được. Ở đây là chạy nó nguy hiểm nhá. Mình có rất nhiều đường này, ví dụ ô tô này người ta đi ra này, mình không biết này. Đó. Là va vào ấy. Không, mình hôm nay mình đi đường thẳng. Hôm nay mình không đi đường này ấy nhỉ? Đường đấy lần trước mình đi một lần rồi. Hôm nay mình không đi về hướng đấy. Nhưng mà con thấy chưa đi á? Con không nhớ thôi. Hả? Con quên rồi, không nhớ. Quên đi rồi. Đi ở đâu? Đi hôm mình đi đó. Hôm mình đi ra cái gà trên kia đây. Mua đồ đây. Con này nhớ nó nghiêng nghiêng nhỉ. Nhưng mà con vẫn chưa nhớ. Thế à? Một lần thì sao nhớ được. Thế lần sau đi cho nhớ nhá. Đi ở đây nhiều đường lắm, cho con nhìn bao nhiêu đường này. Bên kia nữa, bên đấy về nhà mình được. Đang lúc về mình sẽ đi bên đấy. Tân này mình chạy, giờ mình chạy, chạy nguy hiểm. Mình đội cái mũ mình lạnh, mình đội cái mũ chụp như thế này mình không nhìn được hai bên đúng không? Khó nhìn. Khó nhìn. Thế, có chịu. Cho tay nào, tay bố chặt tay bố ấm, tay bố hơi lạnh. Nó cứ quay đi. Bãi ô tô thì nhiều bãi mà. Hả? Ô tô nhiều bãi đốt lắm, nó giống nhau. Nhìn mình không biết là cái bãi nào đã đi chưa hay là đã nhìn thấy chưa, chưa biết đâu. Lần trước là cũng đi qua đây rồi nè. Đi qua cái đây là gọi đường khách về. Đây là đây đó. Đây hỏi nhà. Đây cái đèn đấy. Ở bên trong đấy gì? Đúng rồi.
Nhưng mà đây là chùa là đền mà. Đó. Có bông hoa đẹp chưa? Đó. Hoa đỏ này đấy, có cao này. Đấy. Hoa thế. Đấy. Dinh gia, đây là dinh gia, không phải dinh gia gì. Đấy, nó có sư tử đây, đi thôi. Ở đây có chú cảnh sát. Mà lần chú ở đúng đây, chú điều tiết giao thông ở chỗ này, hôm nay cũng không nhìn thấy. Mà lần chú hay đứng ở cái chỗ kia kìa. Có hôm bố đi, bố thấy có hai chú đứng đây. Thôi đứng đây xong. Đây mà là vừa thấy chú cảnh sát chú đứng ở chỗ kia kìa. Chú bắt đất trống trống kìa. Xe biên to chưa? Ừ, đấy có nhiều xe máy nữa kìa. Xe chở máy á? Xe chở xe máy. Xe mới, ta chở đi đến đại lý bán ở đấy. Ở kia có cửa hàng làm khóa đẹp chưa? Đúng không? Lạnh buốt luôn. Không có bảo 2 độ à? 2 độ cơ mà. Còn gió này thì cảm giác âm luôn. Cái này âm như lúc có tuyết rơi. Cảm giác như thế luôn. Tuyết rơi cũng như thế này mà. Thậm chí nó còn ấm hơn đấy. Nếu mà có gió thì lạnh lạnh. Kia cái xe này. Bên này mà. Ô tô bên này này. Cái gì á? Chắc đi một đoạn nữa là đến. Trời thì nắng mà lạnh thế này ấy. Ôi, bây giờ bố nhìn thấy cái cột kia rồi. Cái cột